Cứ 10 người Việt Nam đang tham gia vào crypto thì có 9 trong 10 người đó ở độ tuổi là 18 cho tới 36. Và trong 9 người đó lại có tới 5 người thuộc độ tuổi từ 18 cho tới 25, theo số liệu từ ReportCoin 98 năm 2022. Thị trường tiền điện tử và giới trẻ Việt Nam cứ như hai cực của nam châm, hấp dẫn nhau một cách mạnh mẽ. Với tư cách là một người trong cuộc, bài viết này của tác giả Trường Sơn sẽ cung cấp cho các bạn góc nhìn về sự tương quan giữa giới trẻ và crypto, lý giải tại sao lại có cơn sốt này. Và sau cùng, liệu Gen Z tham gia vào crypto có phải là điều hợp lý hay không? Trong video này, hãy cùng Spider Room và tác giả Trường Sơn tìm hiểu chủ đề trên qua bài viết Cơn nghiện crypto của giới trẻ. Cái việc mà giáo dục để hiểu thế nào về thái độ, kỹ năng và kiến thức hết sức quan trọng đối với các cái môi trường học tập. Sáng tạo là gì? Là cái việc mà chúng ta đem lại một cái sự mới về mặt giải pháp cho khách hàng. Không phải là cái mà các bạn đi khen một cái sản phẩm của các bạn đẹp. Vâng. Rồi các bạn lôi ra cái quan điểm là em được training như thế, em được dạy, các thầy cô dạy đấy, không phải. Mình bảo là gì? Cái đấy nó chỉ là một phần. Cái quan trọng là làm sao để thuyết phục người ta trả tiền để mua cái sản phẩm của bạn. Chứ không phải là cái việc mà các bạn bảo ôi như thế là đẹp nhất rồi. Cái thế hệ trẻ bây giờ và cái thế hệ mà gọi là các đàn anh đi trước thì nó khác nhau rất là nhiều về liên quan đến vấn đề về cơ hội hay vấn đề về trình độ. Như bạn cũng biết thì là bản chất là những cái thế hệ như các anh đi trước, cơ hội thì ít hơn so với bây giờ, nhưng thật ra cái thách thức thì sẽ không nhiều như cái thế hệ bây giờ. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Được sinh ra đúng giai đoạn mà Internet bắt đầu phổ biến, những cư dân bản địa số đầu tiên, như cách Philip Kotler gọi Gen Z, có được khả năng đặc biệt mà không thế hệ nào trước có được, khả năng thích nghi với công nghệ một cách thần tốc. Trùng hợp thay, chính không gian số cũng là nơi mà Satoshi bắt đầu tạo nên Bitcoin, một đồng tiền điện tử thực sự. Từ mốc sự kiện đó, cả thị trường tài chính mới đã ra đời. Cùng sinh ra trong một thế hệ, cùng mang những hơi thở chung của thời đại, có lẽ vì đó mà crypto cũng như giới trẻ có sức hút cho nhau lớn đến như vậy. Tuy nhiên, chỉ lý giải như vậy thôi là chưa đủ để trả lời câu hỏi lớn. Trong những năm trở lại đây, các vấn đề về tài chính đang trở nên phổ biến trong thế hệ trẻ. Những chủ đề như tài chính cá nhân, tự do tài chính, đầu tư, v.v. đang được truyền thông khai thác triệt để, chưa xét đến tính đúng sai. Những điều này đã tạo nên động lực không hề nhỏ thúc đẩy các bạn trẻ thực hành những kiến thức mà mình mới học được. Vậy, chọn đầu tư cái gì đây? Cổ phiếu có vẻ hơi cổ điển, phái sinh có vẻ phức tạp, nhưng tài sản như vàng thì hơi chậm. Giữa vô vàn sự lựa chọn khó khăn, crypto đứng lên như là ứng cử viên phù hợp. Nói là phù hợp vì tiền điện tử mang những giá trị gần như trùng khớp với những gì mà Gen Z đang tìm kiếm. Crypto chuyển động liên tục 24/7 và rất nhanh nếu so với các thị trường khác được nêu trên. Nó mang tỷ suất sinh lợi cao hơn rất nhiều, tất nhiên là đi kèm với rủi ro. Và hơn hết, crypto mang yếu tố của công nghệ. Và có một câu chuyện được kể không thể hấp dẫn hơn rằng crypto tạo nên một nền tài chính mới, tài chính phi tập trung hay là DeFi. Được xây dựng trên blockchain, vì vậy mà crypto hoạt động theo mô hình ngang cấp peer-to-peer. Điều này có nghĩa là những bên thứ ba, trung gian sẽ bị lược bỏ, khoảng cách giữa người với người được rút ngắn lại. Tính cộng đồng được thể hiện rõ hơn ở các mô hình của các dự án. Họ có thể cùng nhau xây dựng một sản phẩm mà chưa từng gặp mặt nhau, hoặc sau khi sản phẩm hoàn thiện, họ sẽ trao quyền kiểm soát sản phẩm về cho cộng đồng, biến dự án thành một DAO, tổ chức tự trị phi tập trung. Bitcoin hay crypto vốn là sản phẩm của không gian số, do đó nó không hề chịu sự chi phối về mặt địa lý. Và tất nhiên, cộng đồng của thị trường này cũng như vậy. Chúng ta có thể trở thành một thành viên quản trị cộng đồng của dự án ở Mỹ trong khi đang ngồi cà phê ở Việt Nam. Là Gen Z, các bạn có từ chối những cơ hội việc làm như vậy không? Đáng tiếc cuộc đời lại tồn tại những chữ nhưng. Mặc dù phù hợp với thời đại là như thế, nhưng các giá trị tốt đẹp của crypto thường rất khó để cảm nhận. Đúng, Bitcoin, Ethereum hay các đồng tiền điện tử có thể là lựa chọn đầu tư thú vị với các bạn trẻ, nhưng bản thân câu chuyện đầu tư đã là một vấn đề nan giải. Hay là về giá trị cộng đồng, địa bàn mà các cộng đồng crypto chọn là Twitter, một nền tảng khá xa lạ đối với người Việt Nam chúng ta, kể cả giới trẻ cũng phải mất nhiều thời gian để làm quen và nhiều thời gian hơn nữa để tìm nơi có giá trị. Trước khi đến được với cái ngọt ở hậu vị, đa số người trẻ đã bỏ cuộc sau những trái đắng đầu tiên, hoặc là vì họ không đủ kiên nhẫn, hoặc là vì họ đã sốc khi nhầm tưởng cái thị trường này ngọt như một ly trà sữa. Mức độ kiên nhẫn của mỗi cá nhân thì có thể khó định mức được, nhưng về chuyện lầm tưởng, kỳ vọng sai, chúng ta có thể bàn thêm về nó. Ừ,
Ngắn gọn và dễ hiểu, crypto hoàn toàn vô giá trị. Khi bạn tách nó ra khỏi các mối liên hệ, chỉ xem nó như một bản thể độc lập, lúc đó kể cả Bitcoin hay Ethereum cũng chỉ là sản phẩm của niềm tin mà thôi. Ấy nhưng xã hội chúng ta vốn có sự chồng chéo của vô vàn hệ thống, do đó những công thức crypto cộng X với X là hệ thống khác, chúng ta sẽ cảm nhận được những giá trị mà nó mang lại. Lấy ví dụ như Bitcoin, thứ được gọi với cái tên kiêu hãnh là vàng kỹ thuật số. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine xảy đến, người dân khó có thể bỏ chạy khi phát theo số vàng mà mình tích trữ được. Vậy nên, họ đã bán vàng để mua Bitcoin. Chẳng phải đây là giá trị nội tại của Crypto King này hay sao? Hay với các chính phủ, sức hấp dẫn của crypto gói gọn trong 4 chữ CBDC, có nghĩa là tiền điện tử của các ngân hàng trung ương phát hành. Đây được xem là lời giải cho bài toán chuyển giao giá trị, theo lời chia sẻ từ Bank of America. NFT, Metaverse, Web3, những lĩnh vực này đều trao cho crypto những giá trị nhất định để cùng vận hành. Vậy, tại sao đa số mọi người vẫn nghĩ crypto chỉ là những đồng coin vô giá trị? Hãy nghĩ thử xem, từ khi Bitcoin xuất hiện năm 2009, đã có xung đột vũ trang lớn nào xảy ra chưa? Có lẽ là chưa. Hay với CBDC, dù được các chính phủ dành nhiều thời gian và nguồn lực phát triển, song họ vẫn chưa tìm được cách sử dụng. NFT, Metaverse, những công nghệ này thì quá mới và vẫn đang trong quá trình xây dựng. Thực tế, có quá ít cơ hội, điều kiện để crypto có thể chứng minh được giá trị của mình. Vì lý do đó, có lẽ chúng ta chưa nên phủ nhận ngay tiềm năng của các đồng tiền điện tử và càng không nên vội khẳng định rằng crypto là những đồng coin vô giá trị, nhờ? Một trong những câu hỏi mình thường được nghe nhất về những người chưa tham gia thị trường là chỉ cho anh con nào để đầu tư với? Thực ra câu hỏi này nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì nhận ra ngay một lầm tưởng về việc kiếm tiền từ đầu tư thị trường tiền số. Đầu tiên chỉ có trading đầu tư thì mới kiếm được tiền á. Trong bối cảnh content ngắn đang lên ngôi và trading crypto lại là kiểu content hấp dẫn rất dễ viral, không khó để gieo những hình ảnh sai lầm trong việc trading vào đầu của giới trẻ. Hình ảnh cậu trai trẻ ngồi trước 5-6 các màn hình kiếm được cả 100 triệu thật quá đỗi đáng mơ ước. Tiếc rằng crypto sẽ không có chỗ dành cho những kẻ giả mạo. Một trader thực thụ, thực chất phải chịu rất nhiều áp lực. Nó có thể bào mòn bạn về sức khỏe tinh thần và thể chất, chưa kể lượng kiến thức nền không hề nhỏ mà bạn cần phải chuẩn bị. Nếu những thứ này là quá sức đối với bạn, thì hãy chọn cách khôn ngoan nhất, đó là từ bỏ. Ngoài công việc với nến xanh nến đỏ kia, chúng ta, những người trẻ, còn rất nhiều cơ hội khác để làm việc trong thị trường này. Chúng ta có thể thử sức với các vị trí làm việc tại dự án như là quản lý cộng đồng, xây dựng nội dung hay với những công việc cấp cao hơn như là coding, marketing. Đến đây bạn có tự hỏi tại sao lại phải đi làm không? Như đã đề cập ở trên, crypto có nhiều giá trị nhưng lại rất khó để đào đúng giá trị đó. Mức độ khó đấy nhân lên vài lần nếu bạn đang hoạt động một mình, như kiểu bạn đang một mình lênh đênh giữa biển. Chỉ khi có thêm đồng đội, công việc khám phá thị trường mới hiệu quả và thú vị hơn. Nhưng nói gì thì nói, bạn cần phải hiểu rằng khám phá thế giới tiền điện tử cần phải có thời gian. Vậy nên cứ từ từ bước và tận hưởng, đừng tin vào những con đường tắt. Biết được tiềm năng của crypto là như thế, nhưng liệu có công thức nào để người trẻ tiếp cận crypto một cách an toàn và hiệu quả hơn không? Có lẽ là khó. Khó có được công thức riêng cho từng bạn, cho mình hay là cho bất cứ ai. Đơn giản là bởi vì mỗi chúng ta chẳng ai giống ai về cả lượng kiến thức, trải nghiệm, mục tiêu mà bạn hướng tới khi đang tìm hiểu về không gian tiền số. Dù chúng ta không tìm được công thức thành công, nhưng chí ít chúng ta có thể nhận ra những con đường sai lầm bằng những đặc điểm. Chẳng hạn, nếu nó quá dễ, quá nhanh, chả để hoa hồng, thì tất nhiên nó chỉ có thể là các chiêu trò lừa bịp. Nếu các thị trường tài chính khác chỉ hoạt động vào giờ hành chính, thì crypto hoạt động 24/24, rất nhiều thứ mới có thể xuất hiện ngay sau một giấc ngủ. Do đó, việc sở hữu một tư duy cởi mở sẽ vô cùng quan trọng. Cuối cùng, hãy cùng nói về thất bại. Có thể bạn sẽ gặp nhiều thất bại khi mới bước chân vào thị trường này. Nếu bạn lỡ tin lời một KOL nào đó mà đu đỉnh một đồng coin, kiến thức học được xem chừng không áp dụng được. Bạn bỏ lỡ cơ hội lớn mà xung quanh ai cũng nắm lấy, thì cũng đừng lo lắng quá, chuyện đó không xảy ra với mình bạn. Quan trọng là bạn không được cho phép những thất bại đó ảnh hưởng tới mình. Ví dụ, bạn dám bỏ ra bao nhiêu tiền để đầu tư vào lúc này? Thực ra lúc này rất là tệ, thế nên là đừng đầu tư vào bây giờ nha. Nhưng quan trọng là bạn rút ra được bài học gì sau những thất bại đó. Và vừa rồi là bài viết về cơn nghiện crypto của giới trẻ hiện nay. Các bạn thấy sao về bài viết này? Cảm nhận của các bạn là thế nào? Hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận bên dưới. Và nếu các bạn thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Peace!